chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chân rết ma túy tung hoành ngay trong bệnh viện tại thành phố Vinh. Mới đây, một đường dây gồm nhiều đối tượng chuyên dùng bệnh viện để làm nơi buôn bán ma túy đã bị công an triệt xóa. Ngày 15 tháng 10, công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua nắm tình hình, công an thành phố Vinh đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh khi chọn địa điểm giao dịch tại hành lang nhà vệ sinh, khoa điều trị hay trong khuôn viên bệnh viện. Cầm đầu đường dây là Võ Văn Khuê, sinh năm 1973, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Đối tượng Khuê từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang điều trị bệnh xơ gan tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Võ Văn Khuê đã bố trí đưa Nguyễn Văn Thi, sinh năm 1997, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, vào bệnh viện dưới vỏ bọc là người nhà chăm sóc cho Khuê, nhưng thực chất là chân rết, trực tiếp giao dịch với những người có nhu cầu sử dụng ma túy. Số ma túy sau khi mua được, Khuê đưa về chia nhỏ, cất giấu trong nhà vệ sinh, trong túi đồ cá nhân. Khi có người hỏi mua, Khuê báo với Thi trực tiếp giao dịch ở trong khuôn viên bệnh viện. Ngày 30 tháng 9, tại một bệnh viện ở xã Nghi Phú, công an thành phố Vinh bắt quả tang 3 đối tượng, Võ Văn Khuê, Nguyễn Văn Thi và Lê Văn Diệu, sinh năm 1995, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 45 gói ni lông có chứa chất ma túy và một số tang vật khác liên quan. Ngày 1 tháng 10, tổ công tác công an thành phố Vinh đã bắt giữ Trần Hà Thăng, sinh năm 1971, trú tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho Khuê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã xác định được vợ chồng Quang Văn Điệp, sinh năm 1966, và Lô Thị Thanh, sinh năm 1967, cùng trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều đại lý trên cả nước. Để vận chuyển ma túy từ huyện Quế Phong đến các địa bàn khác tiêu thụ, Trần Hà Thăng đã thuê Phạm Kim Thông, sinh năm 1961, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, trực tiếp giao nhận hàng từ vợ chồng Điệp, Thanh, mỗi lần được trả công từ 5 đến 7 triệu đồng. Ngày 12 tháng 10, ban chuyên án đã bắt giữ Phạm Kim Thông khi đối tượng này đang lẫn trốn tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. Cùng ngày, tổ công tác cũng đã bắt giữ Quang Văn Điệp và Lô Thị Thanh ngay tại nhà riêng, thu giữ gần 30 gram ma túy và nhiều vật chứng liên quan khác. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Trước đó, công an thành phố Vinh cũng đã triệt phá và bắt giữ ông trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 170.000 viên ma túy. Bắt ông trùm đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 117.000 viên ma túy. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an thành phố Vinh đã phát hiện một số đối tượng người nước ngoài thường tổ chức các hoạt động nghi vấn, phạm tội liên quan đến hành vi mua bán, giao dịch ma túy tại khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Say Ya Son Say, sinh năm 1990, trú tại huyện Viên Thông, tỉnh Borikhamsay, Lào. Sau nhiều ngày điều tra, khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 6, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lực lượng công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp công an huyện Thanh Chương, đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, bắt giữ đối tượng Say Ya Son Say. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ chiếc ba lô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 20 kg ma túy các loại, cùng một số vật chứng liên quan. Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 13 tháng 6, ban chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm Lê Ngọc Dương, sinh năm 1990, trú tại thành phố Vinh. Hiện, chuyên án đang được công an thành phố Vinh điều tra mở rộng. Hiện nay, những kẻ buôn bán tàn trữ trái phép chất ma túy ngày càng ranh mãnh, nấp bóng nhiều hình thức khác nhau. Cách đây không lâu, tại Bình Định cũng xảy ra một vụ án mua bán, tàn trữ ma túy gây chấn động. Những kẻ phạm tội đã sử dụng căn hộ chung cư làm nơi để tàn trữ và mua bán ma túy.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội vừa phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng có hành vi câu kết, móc nối với các đối tượng là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại các nước châu Âu để thiết lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không. Cụ thể, những đối tượng này được xác định là Nguyễn Văn Tới, sinh năm 1987, trú tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, và Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1969, trú tại đường Hưng Yên, Lộc Vượng, Nam Định. Tuy nhiên, sau khi bắt được Hương, cơ quan chức năng cũng đã khám phá ra được một mắt xích quan trọng khác trong đường dây này. Cụ thể, Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1966, trú tại đường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, chồng của Nguyễn Thị Thanh Hương. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, các đối tượng đang sinh sống tại các nước châu Âu có nhiệm vụ mua ma túy, thuốc lắc, đóng vào các hộp kim loại, ngụy trang thành các hộp phô mai, thực phẩm chức năng, rồi lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để vận chuyển về Việt Nam. Khi nhận được hàng, các đối tượng ở Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối, vận chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ. Trong mỗi công đoạn, để bảo đảm quá trình vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy diễn ra một cách nhịp nhàng, không kẽ hở, nhóm tội phạm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên một cách hết sức tinh vi, bài bản. Từ đối tượng đứng tên giao hàng cho đến người nhận đơn, nhận hàng, người vận chuyển, trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển đều được bố trí, sắp xếp chặt chẽ, khiến cho quá trình vận chuyển, giao dịch diễn ra thuận lợi. Sau một thời gian kiên trì đeo bám, xác minh, làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng, ngày 28 tháng 2, tại số 215 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, các mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã đồng loạt tấn công, triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ châu Âu về Việt Nam tiêu thụ. Quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu được số tang vật là 45.000 viên MDMA hay còn gọi là thuốc lắc có tổng trọng lượng 17,905 kg, được các đối tượng ngụy trang trong 27 hộp phô mai vỏ bằng kim loại cùng một số tang vật khác có liên quan. Trước đó, một vụ việc liên quan đến việc vận chuyển ma túy từ đường hàng không để vào Việt Nam tiêu thụ đã khiến dư luận dậy sóng thời gian dài. Đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm người bị khởi tố liên quan đến đường dây ma túy này. Thông tin mới nhất về vụ việc này là đến ngày 6 tháng 3, liên quan đến vụ tiếp viên sách ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố 183 vụ án và 502 bị can về nhiều tội danh, đồng thời xử lý hành chính 86 người liên quan. Tang vật thu giữ trong đường dây này là hơn 165 kg ma túy, 10 khẩu súng và nhiều hung khí. Các đối tượng bước đầu thừa nhận trước khi bị bắt đã mua bán chót lọt lượng ma túy với tổng số tiền rất lớn. Trước đó, ngày 16 tháng 3 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11,48 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Công an làm rõ nhiều đối tượng lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Sau đó, chúng sử dụng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa số ma túy này giao về cho một người tại Đồng Nai. Từ Đồng Nai, ma túy được phân thành từng kiện hàng giao cho các đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ, tiêu thụ tại nhiều điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác. Quá trình truy bắt các đối tượng trong chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi, sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để giao nhận ma túy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.